Tại sao con người chúng ta lại tạo ra ngoài cuộc sống của mình nó cứ hỗn loạn như vậy, lại có cảm xúc như vậy? Ta biết rằng mỗi người chúng ta đều có cái hành trình là 4 giai đoạn để hình thành đến giá trị của mình. Từ 0 đến 7 tuổi họ bị làm sao? Bị cài đặt từ bố mẹ, cái mô thức từ bố mẹ. 7 đến 14 họ bắt chước tiếp tục cái mô thức đấy. Và đó là du nhập thêm một chút kiến thức trường học. Rồi 14 đến 21 họ bắt đầu đi ra ngoài phổ giao tiếp và đi đại học, họ du nhập thêm cái đấy. Và sau đó thì tốt nghiệp xong bạn họ mới đi làm. Thì chồng chất 4 cái thứ trải nghiệm đấy vào họ. Vậy thì theo nguyên lý của vũ trụ này là cái gì, cái bên trong quyết định cái bên ngoài. Có bên trong thì mới có được bên ngoài, thì họ mới bật lộ ra. Cho nên cảm nhận là phóng chiếu là như vậy. Bên trong họ đang bị cái điều gì thì họ sẽ bắt đầu phóng chiếu ra bên ngoài cái thứ đó. Phóng chiếu ngoài. Bên trong họ đang bực bội thì thấy hoàn cảnh bên ngoài nó kích hoạt cái họ phóng chiếu sự bực bội ra ngoài ngay lập tức. Đấy, cho nên giáp phần này là ta thấy phần là cảm nhận đấy, hay là trạng thái. Ta biết ngay người này đang gì, giọng điệu đang bực bội, ta biết ngay là bên trong của họ đang có một cái kích hoạt gì đấy, đang có một cái nỗi đau nào đó. Và bây giờ chỉ cần người bên ngoài, nhân viên của họ, khách hàng của họ, đối tác của họ làm bất kỳ điều gì là họ bắt đầu bật ra cái thứ không hài lòng ra như vậy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu dùng ngôn từ để hỏi ra xem sao. Rồi, cảm nhận là sự phóng chiếu là gì? Bây giờ ta học về cái thứ bên trong con người này. Cảm nhận là phóng chiếu. Để bạn nhận ra một hành vi cụ thể ở người khác thì hành vi đấy đã có ở trong bạn mất rồi. Bạn đã có cái hành vi đấy rồi. Cho nên nếu bạn chê đó ai đó ngu thì bạn đã ngu rồi. Tức là bạn đó có tiêu chuẩn đấy rồi. Và bây giờ bạn đã vượt qua nó rồi thì bạn mới biết được cái kia. Đúng không nào? Còn nếu bạn không có cái đấy ở trong mình thì bạn không thể biết được. Cho nên học đến tầng này nó sẽ khiến chúng ta bắt đầu hiểu biết hơn, khiêm nhường hơn và bắt đầu làm chủ được cảm xúc của mình hơn. Không có văng miệng nữa. Đấy, bởi vì cái đấy là mình có rồi. Đấy chưa? Và khi cái mà bạn nhìn thấy ở người khác là sự phản ánh bản thân bạn. Đây là tin vui. Nếu bạn nhìn thấy tôi bảo là ôi thầy Hương giỏi thế. Đấy, bên trong bạn đã có cái đó rồi. Đúng không? Bởi vì bạn có tiêu chuẩn đấy thì bạn mới nhận ra. Còn nếu bạn không có cái đó ở bên trong thì bạn làm sao nhận ra? Đúng không? Ví dụ như là thế này nhé. Tôi sẽ mang cái điều này cho tôi ra nói chuyện với 3-4 ông xe ôm. Mới mà thằng dở hơi tự nhiên nói lung cuồng gì. Bởi vì bên trong ông không có thì bên... Đấy, thì ông sẽ bắt đầu không nhận ra điều đấy. Đúng không? Còn bên trong này chúng ta, ồ, tuyệt vời. Những ngôn từ của thầy đầy sức mạnh và nó đơn giản, nó dễ hiểu chẳng hạn thế. Chúng ta, ví dụ như là chúng ta chơi cái điện thoại đời mới, chúng ta chơi một cái đồ trang sức cực kỳ đắt tiền. Được không? Kim cương chẳng hạn đi. Thế rồi chúng ta vào quán cà phê sang trọng. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy một phụ nữ nào đó cũng đeo cái loại kim cương đấy và đúng cái thứ mà ta mua. Ta biết ngay nó là bao nhiêu, là mấy trăm triệu hay là mấy tỷ. Đấy chưa? Để ta nhận ra cái điều đấy, cái trang sức đấy ở đeo ở trên ngực, trên tai của họ, mình phải có cái điều đấy trong mình rồi. Đấy. Được nhá. Đấy. Cho nên thấy ai đó ngu, thấy ai đó lắm mồm thì trước đây mình đã lắm mồm rồi. Đúng không? Chỉ là bây giờ mình học được là 7% cho mình. Cho nên bây giờ mình đã tiết kiệm hơn. Thế cho nên là gì? Mình hiểu được điều này thì mình bắt đầu mới an nhiên hơn. Cái mà Eckhart Tolle, nhà tâm linh học nổi tiếng trên thế giới này, ông gọi là gì? Sự tỉnh thức. Người tỉnh thức. Người tỉnh thức là gì? Người tỉnh thức là gì? Là một người thì chấp nhận. Và chấp nhận mọi thứ nó là trong sự thoải mái. Chấp nhận. Anh lắm mồm, ok, có hại vui mà. À, chứ không một cái thằng kia lắm mồm thế nhỉ? Đấy, nhưng mà thằng kia mất trật tự thế nhỉ? Bởi vì bên trong họ sao thì bên ngoài họ sẽ phải cứ làm tự nhiên một cách thế đấy. Có ai dạy họ cái điều đấy đâu. Đấy, cho nên ta biết được điều này đó. Được rồi, ô vui. Đấy nhá, thưởng thức. Đã, một là gì? Chấp nhận. Chấp nhận xong thì thứ hai là gì? Ta sẽ vui vẻ với nó. Vui vẻ với nó. Đấy nhá. Xong thứ ba là gì? Giờ ta gì? Thưởng thức nó. Đã, thưởng thức cái thứ đấy. Và cái thứ tư là gì? Thứ tư là ta hiện hữu với nó. Hiện hữu với nó. Đấy. Đừng có phớt lờ, đừng có khinh rẻ, đừng có gì cả. Biết đâu đây là Thượng Đế đang giả vờ để xem mình có thực sự là trưởng thành hay không, thực sự giác ngộ hay không, hay chỉ là cái kỹ thuật. Đấy, cho nên là đừng có bỏ qua bất cứ một cái tiểu tiết nào trong cuộc sống này. Thế mới là gọi là có cái trái tim nhá. Nào, bạn có thể có bằng chứng trải nghiệm về điều này khi bạn có tâm trạng tốt hoặc xấu. Bạn có xu hướng cảm nhận người xung quanh tốt vào những ngày bạn cảm thấy tốt và xấu vào những ngày bạn cảm thấy tệ. Ngẫm về điều này trong công việc. Hôm nào bạn trúng mánh, trúng hợp đồng lớn, bạn trúng cái gì đấy rất lớn, thì bạn đến bạn vỗ vai nhân viên, cố gắng nhé, tuyệt vời, bạn làm rất hay, rất tốt, rất tốt. Nhưng hôm nào bạn bị mất hợp đồng, bạn ra nó nhìn hầm toàn bọn thiểu năng mới ngạo nạo cá vàng. Đúng không nào? Đây này, đấy, đấy, bạn sẽ có bằng chứng trải nghiệm không? Bạn thấy không? Bạn có xu hướng cảm nhận người xung quanh tốt vào những ngày bạn cảm thấy tốt. Đấy. Đấy. Ví dụ như là bạn đang không có tiền, con cái vợ con bảo là em đi làm răng nhé, em đi làm đầu, chứ trong tự nhiên bạn thấy thế nào? Nó không ổn chút nào. Nhưng mà bạn kiếm quá nhiều tiền, chẳng phải lo được điều đấy, em đi làm răng làm nhanh đi cho đẹp chứ để xấu thế. Chẳng hạn thế, đúng không? Đấy, bạn cảm thấy xấu. Rồi. Cảm nhận nào. Nói chung là cảm nhận của con người chúng ta, đấy là sự phóng chiếu lên con người hay sự vật hiện tượng, phóng chiếu lên thế giới bên ngoài. Và đằng sau cái sự phóng chiếu đấy là điều chúng ta mong đợi. Ví dụ, ta bất bình với con mình là gì? Mày học dốt vậy. Đấy, cái cảm nhận mình khó chịu mà. Mình phóng chiếu lên thằng con mình là gì? Sao mày học dốt vậy? Bởi vì ngày xưa bố mày cũng gì? Cũng học dốt. Cho bây giờ bố mày không muốn mày như vậy nữa, bởi vì không muốn khổ cho bố mày nữa. Đúng không? Là bởi vì không muốn thằng con nó dốt như vậy thì mình mong... Đấy, đằng sau cái cảm nhận phóng chiếu đấy mình mong đợi một cái điều có lợi cho mình. Đó là con nó như vậy thì mình sẽ thấy vui. Đấy, nhưng vô minh một cái là gì? Đã không biết được 14 tiền đề NLP, tức là con bên trong nó thế nào thì bên ngoài nó sẽ thế. Và bố cũng không biết được rằng là chính bố là người đã cài đặt cái tư duy đấy, và bố và chính nó đang bắt chước bố. Đó, hay chưa? Đấy, nó như vậy đấy. Và đây này, câu này này. Cho nên là học NLP rồi ta phải đọc từng câu, đừng có đọc sách nhanh nữa này. Nào, cảm nhận của chúng ta là sự phóng chiếu lên thế giới, phóng chiếu lên con người. Nhá, mỗi chúng ta phóng chiếu lên. Và về những điều mà chúng ta mong đợi. Đấy nhá, phóng chiếu xong ta mong đợi ở dưới đấy là gì? Tại sao ta mong đợi điều đấy? Bởi vì những điều đấy rất quan trọng với ta. Ví dụ, ta phóng chiếu lên con bực tức, con học dốt thế. Ta mong đợi điều gì? Mong đợi con học giỏi. Con học giỏi thì đời bố sau này bố sẽ vui. Mong đợi. Đấy, điều bố vui, điều bố hạnh phúc, đấy là điều quan trọng đối với bố. Đấy, vậy thì nhìn điều này ra, bất cứ ai ở ngoài kia, họ đang phóng chiếu cái điều gì vậy và họ đang mong đợi cái điều gì vậy? Đấy là điều quan trọng đối với họ. Cho nên từ cái điều này, chúng ta chỉ về im lặng quan sát chồng mình, quan sát vợ mình đang phóng chiếu cái gì thì mình biết đấy là hệ giá trị của họ. Và từ đó mình sẽ biết để mình đọc vị họ, là họ đang thích cái gì và không thích gì trong nhà. Ngấm đoạn này nhá, nhớ không ạ? Để biết ứng xử trong gia đình mình, hay là cơ quan mình, hay ở ngoài xã hội. Đấy. Quan sát cái lời ngôn từ họ chê trách. Đấy, để mình biết rằng cái điều gì là quan trọng đối với họ. Ví dụ nó nói là gì? Ở cái con kia sao ăn mặc nó cứ sọc sạch thế nhỉ? Ra ngoài đường nó phải chỉn chu một tí chứ. Ta biết ngay. Người này gì? Đấy. Họ mong đợi là gì? Ôi bạn kia phải sạch sẽ đi, vì mình là bạn với nhau như vậy nó ra ngoài chỉn chu chứ. Thì đấy là chính là điều quan trọng đối với họ. Mọi thứ ra ngoài phải chỉn chu. Đấy thì ta biết ngay là người này sau này hẹn mình cái là mình phải chỉn chu. Đấy, kỹ thuật đọc vị để bán hàng, để kết nối đấy. Đấy, kết nối là gì? Là khả năng mình đáp ứng mà không cần thiết phải thích họ. Nhớ không cần thiết mình phải thích cái điều đấy. Ví dụ mình chỉ thích mặc áo phông thôi, nhưng mà thằng đấy lúc nào nó cũng sơ mi và com lê. Nhưng mà thằng đấy nó giàu. Thế bây giờ đi bán hàng cho nó mình phải làm gì? Cũng phải sơ mi và com lê. Còn nếu không thì nó sẽ gì? Thấy ngứa mắt mình là không đồng năng lượng là thôi, không cùng tầng mây tầng sóng là thôi, nó chối từ luôn. Thằng này không phải đồng cùng đẳng cấp, không mua hàng của nó. Đó. Cảm nhận là sự phóng chiếu nữa là gì? Là gì? Là điều bạn cảm nhận thấy mạnh mẽ nhất về người khác cũng chính là điều bạn cảm thấy mạnh mẽ nhất ở chính mình. Chỉ đơn giản là bạn đang bị 5 đám mây mà không biết mà thôi. Và 5 đám mây đấy, nó như những cái móc câu ấy, nó móc vào bạn. Nó đang giằng bạn lại. Bạn tháo móc câu đấy ra là bạn cũng sẽ bay. Bởi vì sao? Bởi vì trong bạn có bộ não mới dùng có 2%. Bạn cũng đang có ngôn từ để bạn phát ra. Cho nên đừng sợ rằng giọng em lý nhí, giọng em không hay, giọng em nọ trai. Không, bạn luyện được hết. luyện được hết. Bạn sẽ tìm thấy cái bạn mong muốn tìm thấy. Bạn sẽ tìm thấy cái bạn mong muốn tìm thấy. Chúng ta thường nói với nhau gì? Gõ thì cửa sẽ mở, đúng rồi. Khát khao thì người thầy sẽ xuất hiện. Khi bạn đặt câu hỏi thì câu trả lời sẽ xuất hiện. Đấy, bạn sẽ tìm thấy này. Hai người đây này, bạn sẽ tìm thấy cái bạn mong muốn tìm thấy. Cho nên hai người có thể tiếp xúc cùng một dữ liệu bên ngoài hoặc hành vi của người khác, nhưng lại có những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta còn nhớ câu chuyện gì tôi vẫn kể trên lớp? 3 người đi vào khu rừng, đều chứng kiến một sự kiện hiện tượng, đó là khu rừng rậm. Thế nhưng mà người tiều phu thì chỉ nhìn thấy mấy cây lim, cây táo để muốn hạ nó thôi. Còn cái nhà sinh vật học thì lại chỉ nhìn thấy thì chim muông rồi tất cả giống loài đây đang sống một cách môi trường tuyệt vời. Đấy. Còn ông Kiểm Lâm thì chỉ nhìn thấy hàng rào kia nó bị hỏng, thằng nào vừa phá cái hàng rào kia định vào lấy gỗ hay sao. Đấy, đây này. Bạn sẽ tìm thấy cái bạn muốn thấy. Ông Kiểm Lâm sẽ tìm thấy cái hàng rào nó bị thủng. Còn ông sinh vật học thì chẳng bao giờ thấy hàng rào đâu. Ông sinh vật học sẽ chỉ thấy là chim, bướm rồi nai, sóc, thứ nhảy tung tăng trên cành thôi. Thế còn ông tiều phu thì chẳng thấy gì. Ông có nhìn thấy hàng rào, ông thích hàng rào đấy, thích cái hàng rào bị thủng ấy, để ông chui vào ông hạ mấy cái lim cây táo này. Nhưng rõ nhất là ông sẽ thấy là cây lim cây táo. Hàng rào thì chỉ là gì? Một số ít ông để ý thôi, và có một cái thủng này nhá. Còn nhưng mà ông sẽ nhìn định vị là cây lim cây táo ở đâu. Đây này. Đấy. Đây này. Bạn sẽ chỉ mong muốn cái bạn tìm thấy và nhìn thấy. Đấy nhá. Cho nên hai người có thể tiếp xúc dữ liệu bên ngoài hoặc hành vi người khác, nhưng lại có những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Ví dụ bạn có thể chứng kiến một ai đó coaching, giải phóng được vấn đề, và sau người đó kể lại trải nghiệm của mình. Nếu bạn có một trải nghiệm dày dặn thì bạn sẽ có cảm nhận về cái điều này nó khác, và bạn sẽ tích được cái điều gì đấy cho mình. Nhưng ở người non hơn thì họ sẽ chỉ wow, ôi em thành công rồi, thế họ thấy sướng. Còn bạn ở ngoài bạn sẽ nghe được nhiều thứ hơn, bạn sẽ biết tích lũy được nhiều thứ hơn. Đấy, cho nên cùng chứng kiến một sự việc nhưng các bạn sẽ có trải nghiệm khác hơn rất là nhiều như vậy. Và nếu sau này bạn là một coach ở bên ngoài thì bạn thân mến, hãy truyền giúp cho tôi những người ở cấp độ Frank. Bạn chỉ có thể mong đợi khách hàng của bạn, coaching khách hàng của bạn tiến bộ tới giới hạn của bạn mà bạn phóng chiếu lên họ mà thôi. Cho nên đừng bao giờ dừng lại cái hành trình phát triển bản thân mình. Đừng bao giờ dừng lại. Có phải Vân Anh, có phải Hoàng Oanh, có phải Trinh cũng đã quên mấy kiến thức này rồi không? Hôm nay học lại cứ như là phần đầu. Hay lắm ý hả? Ngấm sâu hơn đúng không? Đấy, cùng một trải nghiệm hôm nay, nhưng nếu ta rộng dài kiến thức thì ta sẽ lắp được một tầng mới. Đấy, như vậy, nó sâu hơn rất nhiều. Ngấm từng tế bào của mình để cảm nhận. Đấy. Và cái gì sai ở thế giới bên ngoài đều đến từ bên trong chúng ta đấy. Mâu thuẫn vợ chồng bên ngoài đều đến từ bên trong chúng ta đấy. Cho nên chúng ta bây giờ mới nhận ra câu là mình vô minh. Thế mà cứ tưởng trước đây mình vĩ đại. Hệ thống kinh doanh, doanh nghiệp mình vỡ trận, nó đến từ bên trong chúng ta đấy. Đúng nào? Ví dụ mình đổ ra lại, tại anh chồng ấy quyết định ấy. Đương nhiên là chồng quyết định. Nhưng nếu bạn có những câu hỏi đủ mạnh, bạn có những công cụ đủ mạnh để cho ông chồng nhìn rõ ra là làm là mất tiền đấy. Đấy chứ? Rõ ràng thiết thân như vậy thì ông cũng sẽ không làm. Đấy, thế nhưng mình cũng chả biết gì thì mình cũng chỉ nói rằng là em thấy cái này nó không ổn. Thế không, cụ thể là không ổn cái gì mà em chả biết, nhưng em cứ thấy nó không ổn. Đúng là trực giác của chúng ta biết. Đấy. Và nhiều lần ta mất tiền là cũng thế. Hay là bị làm sao, bị bạn bè hay bị gì lừa, hay bị làm sao đổ bể cũng thế. Đúng là trực giác của ta có, nhưng ta không biết là vì sao. Bởi vì ta thiếu công cụ. Thiếu công cụ để soi chiếu vào, để đo lường nó. Đấy. Cho nên ta thôi chặt lưỡi làm thì hy vọng mù mờ cái gì đấy, nhưng mà vỡ trận. Được chưa? Đó, cảm nhận là sự phóng chiếu. Cho nên gì? Tấm bản đồ không phải lãnh thổ. Đấy, cho nên là gì? Tất cả con người chúng ta nhìn sự việc hiện tượng ngoài cuộc sống và mô tả về nó như vậy, nó không phải là bản chất. Chỉ là cái cảm nhận của họ phóng chiếu lên, hay là chỉ là mức độ hiểu biết của họ về sự vật hiện tượng đấy, họ phóng chiếu vào, họ tả lại như vậy mà thôi. Cho nên nghe phải nghe rộng ra, đừng có nghe một chỗ như vậy. Đấy chưa? Cảm nhận chính là sự phóng chiếu. Và con người sẽ trở thành cái họ nghĩ. Con người sẽ trở thành cái họ nghĩ. Và con người sẽ trải nghiệm xung quanh theo cách họ nghĩ. Đấy, tôi vừa nói cứ 3 người đi vào rừng đấy. Đấy, con người sẽ trải nghiệm tất cả mọi thứ xung quanh theo cái cách họ nghĩ. Từ đấy ta nghĩ này, trình độ của họ như nào thì họ sẽ trải nghiệm cuộc sống này như vậy. Nhu cầu của họ thế nào, họ sẽ trải nghiệm cuộc sống của họ như vậy. Khả năng tài chính của họ thế nào, họ sẽ trải nghiệm cuộc sống này như vậy. Đấy, cho nên ta hiểu rất rõ. Khi mà ngồi với bất cứ ai, ta sẽ biết ngay. Được chưa? Nào, con người trở thành cái họ nghĩ. Đấy, đơn giản như là Vân Anh rồi chị Oanh rồi chị Trinh đã học NLP Master rồi, nhưng đợt này lại muốn đến lại để ngồi tiếp. Mà trong khi ở nhà bao việc, đúng không? Đấy, nhưng mà là gì? Mình trở thành cái mà mình nghĩ. Tôi phải nắm rõ hơn kỹ thuật này, tôi phải hiểu nhuần nhuyễn hơn cái này, thì mình bắt đầu đến đây. Thế thì có phải là mình mang cái thân mình gì? Hành động theo cái mình nghĩ. Vậy thì bây giờ mình nghĩ cuộc đời mình sẽ trở thành ai nào? Và khi mình nghĩ điều đấy, mình chỉ cần hành động theo điều đấy rồi nó sẽ trở thành. Đúng không? Nó rất đơn giản trong cuộc sống này. Có phải là bạn nghĩ bạn 30 tuổi bạn sẽ lập gia đình không? Và đúng là bạn sẽ lập gia đình không? Có phải bạn nghĩ là bạn có 5 con thì bạn sẽ thành 5 con không? Bạn trở thành cái bạn nghĩ mà. Đấy, cho dù là có thể lỡ, xong bạn sẽ nói không, mình không thể làm cái điều mà không đúng với nhân sinh của quy luật đạo đức con người được. Không, phải giữ. Nó đến đây là lộc đấy, nó đến đây là cái gì báo cho ta một điều gì đấy. Đấy, mình trở thành cái điều mình nghĩ. Thế còn những người khác thì sao? Những bạn trẻ khác cơ lỡ thì sao? Ui, sợ quá, thế này làng xóm thế này thì chết rồi, thế này thì chết rồi, thế này họ đi phá. Đấy, con người trở thành cái điều mình suy nghĩ. Suy nghĩ thế nào họ sẽ hành động như vậy. Và kết quả cuộc đời sẽ xảy ra theo cái suy nghĩ đây. Vậy hãy kiểm tra lại cái suy nghĩ của mình. Đấy nhá. Không có giới hạn gì cho chúng ta cả. Cuộc sống này không có giới hạn. Sự giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc không có giới hạn. Chỉ là ta đang gì? Thiếu hiểu biết, thiếu công cụ, thiếu hành động. Và vì ta thiếu hiểu biết, thiếu công cụ thì ta sẽ không dám hành động. Đấy chưa? Đấy. Thế và nếu ta cho mình sự hiểu biết, cho mình các công cụ và làm cho mọi chuyện nó rõ ràng rành mạch đi, thế là ta sẽ hành động thôi. Và hành động thì kết quả nó sẽ phải xảy ra. Đấy, ta hiểu cái điều này để ta thấy rằng là tại sao trong xã hội có những người hạnh phúc. Thì đương nhiên là cuộc sống cho họ cái đấy. Nhưng mà phần lớn số người đó là những người sợ hãi. Là trong họ không có sự rõ ràng. Họ cảm nhận cuộc sống theo cái cách họ phóng chiếu ra như vậy, họ sợ như vậy. Được. Nào, cảm nhận là sự phóng chiếu. Được. Đây này, ví dụ về việc ai đó thường phóng chiếu nhu cầu của bạn lên người khác này, thì ta biết ngay là từ hành vi mình có thể đọc được cái nhu cầu ẩn sau. Đấy nhá, ta đọc hành vi này. Ví dụ bạn than phiền với đồng nghiệp của mình rằng sếp không thích bạn vì ông ta không công nhận đóng góp của bạn. Thì nhu cầu của bạn là gì? Bạn muốn cảm thấy được trân trọng và công nhận. Nào, bây giờ hãy nghĩ về những đứa trẻ con trong gia đình. Bố không yêu con đâu, mẹ không yêu con đâu. Nó muốn gì vậy? Nó muốn được yêu thương. Thế nhiều bố và mẹ yêu cái gì mà yêu, học sốt con bò, yêu gì mà yêu. Và nó, đứa trẻ tổn thương bắt đầu. Đấy, đứa trẻ bắt đầu tổn thương. 13 nhu cầu bắt đầu. Được chưa? Đấy, cho nên là gì? Học NLP cho ta cái thứ gì? Ta nhìn được cái thứ mà người khác không nhìn thấy được. Ta cảm nhận được cái thứ mà người khác không thể cảm nhận được. Đấy, để vì thế ta mới tránh được những hòn đá nó rơi vào cuộc đời mình. Đấy. Rồi gì? Nếu bạn bảo với ai đó rằng gì? Cái thằng kia nó quá tốn kém tiền vào quần áo, thì nghĩa là nhu cầu ẩn sau của bạn là gì? Bạn muốn đảm bảo về tài chính, bạn muốn rằng gì? Chi tiêu khôn ngoan, không có mất tiền vào những thứ lãng phí linh tinh như nữa. Nếu ai đó mà cứ thỉnh thoảng bạn nhận được tin từ một ông đàn ông nào đó mà cứ nhắn bạn, cứ vài giờ lại gửi một tin nhắn, thì nhu cầu ẩn sau của anh ấy là anh ấy muốn được trấn an là bạn cũng đang yêu anh ấy. Thế cho nên thằng này có nhắn là em ăn cơm chưa? Em nghỉ chưa? Rồi sáng cứ good morning, chào buổi sáng, chúc ngày tốt đẹp. Thằng ấy đang tán mình. Đấy, thấy chưa? Đấy, đấy, nhu cầu ẩn sau. Đấy. Thế thì từ đó bạn bắt đầu mới biết điều khiển để làm chủ cái cuộc chơi này. Lúc nào bạn nhắn lại và lúc nào thì lại không nhắn lại. Đấy, con quỷ tình yêu để nó đói thì nó còn sống, để nó no và nó chết luôn. Đấy, như vậy.